Hello, chào tất cả các bạn nha. Quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái mẹo chuyển tiền từ số điện thoại này sang số điện thoại khác của mạng Mobi nha các bạn. Cách đơn giản, khi những lúc mình đỡ hết tiền trong tài khoản, mình không có nạp được tiền, mình mượn bạn chuyển vô cho mình cũng đỡ, cũng hay. Các bạn thấy này cũng hay rồi, để không mất thời gian nha, để mình vào sẵn chỉ hướng dẫn cho các bạn nha. Vô điện thoại nè, ta chỉ cần nhập sao 9 0 2 8 sao số điện thoại xong, cái ta bấm sao cái lần nữa, người ta bấm số tiền bạn muốn chuyển bao nhiêu cũng được nha các bạn. Xong người ta bấm phím thanh, bấm phím gọi, tám không bốn tám tám một 5.000, vào phí là 7.500, ủa phí 750 đồng. Đây. Đây, mình làm lại một lần nữa nha. Không sao. 9 0 2 8 0 9 0 2 8 sao 0. Số điện thoại có một số điện thoại mình muốn chuyển nha. Xong tôi bấm sao lần nữa, bấm số tiền mình muốn chuyển 5.000, phải không? Nó mình chuyển 5.000, bấm phím thanh, bấm nút gọi. Đây mình mới di chuyển đây. Lúc 9 5 giờ 39 phút mới chuyển lên. Đây là cái mẹo mình cũng mới phát hiện được các bạn. Nếu mà ai ra biết thì bỏ qua nha. Ai chưa biết thì mình xem, còn ai biết rồi thì thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video của mình nha. Tạm biệt các bạn nha.